lối ra thì nằm ở đường vào nội tâm. Đặc biệt là khi mà mình đang thấy rối ren, giằng co, phân tích rồi suy nghĩ mãi nhưng mà không có quyết định được, thì mình càng cần phải quay trở về với chiêm nghiệm. Xin chào các bạn, mình là Health Coach Nam Phương của kênh Chậm Chậm Mà Sống, kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm. Chào mừng các bạn đến với mùa thứ 14 của Chậm Chậm Mà Sống mang tên Hành Trình Chữa Lành. Trong mùa này, Nam Phương sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn bức tranh tổng quan của chữa lành và tìm hiểu những phương pháp thuận tự nhiên để chăm sóc cho sức khỏe thân, tâm, trí một cách toàn diện nhất. Ngoài ra, Phương sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện chữa lành trong thực tế và mời gọi các bạn chiêm nghiệm sâu thêm về hành trình chữa lành mà mỗi người chúng ta có thể đang trải qua. Nếu đây là chủ đề bạn quan tâm, hãy nhấn nút theo dõi podcast và đón nghe vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé! Các bạn thính giả thân mến, Nam Phương hy vọng rằng các bạn đang ở trong một môi trường an toàn, ấm êm, thoải mái và có một tâm lý thảnh thơi, thư giãn hay ít nhất là không bứt rứt với bất cứ một cái hoạt động nào đang còn dang dở. Bởi vì hôm nay chúng mình sẽ có một cái đề tài nó sâu và nó tốt nhất là nên được nghe trong một cái trạng thái tĩnh lặng nhất. Nếu mà được thì các bạn cũng có thể là lên YouTube nghe cái phiên bản mà có hình ảnh, bởi vì hôm nay mình cũng sẽ có một cái chuyên đề mà Phương sẽ chiếu hình ảnh lên để minh họa những cái nội dung mà mình nói. Nhưng ngay cả khi mà bạn không chọn nghe ở trên YouTube thì cũng không sao. Thì Phương tin chắc rằng rất là nhiều thứ chỉ thông qua lời nói và cái trường năng lượng của lời nói của mình nó sẽ thấm được vào trong tâm thức của các bạn. Vậy thì hôm nay thì Phương sẽ nói về chủ đề chiêm nghiệm. Đi qua những cái chủ đề chính sau đây. Cái thứ nhất là những cái hiểu lầm, những cái hiểu lầm mà chúng ta thường có khi nghĩ đến chiêm nghiệm. Hiểu lầm thì thường dẫn đến định kiến, và định kiến nó sẽ ngăn cho chúng ta không tiếp cận cái bộ công cụ thực hành này một cách hiệu quả. Trong khi thật ra đối với bản thân mình, đó là một cái thực hành mà nó ăn sâu vào bản chất con người mình, và mình có thể thấy nó cho mình vô cùng nhiều lợi ích trong cái sự phát triển của bản thân. Cái thứ hai thì Phương sẽ đưa ra một số cái định nghĩa về chiêm nghiệm. Chiêm nghiệm thực sự là gì? Và về mặt thực hành cũng như là về mặt lý thuyết thì nó có khác gì so với ngồi thiền này, rồi ngồi trầm tư suy nghĩ hay không? Những cái lợi ích và thử thách của nó là gì? Và đến cuối podcast thì Phương sẽ điểm qua một số thực hành chiêm nghiệm đơn giản mà có cái tác động thanh lọc tinh thần lớn đối với chính bản thân mình. Bởi vì đối với Nam Phương thì cho dù mình nói lý thuyết như thế nào, nhưng quan trọng là cái tính ứng dụng trong thực tế cuộc sống, và nó tạo ra được cái sự thay đổi, nó có thể biến thành thói quen và nó được tích hợp vào trong một cái thời khóa biểu mà không bị cầu kỳ, không đòi hỏi quá nhiều nguồn lực về mặt thời gian, về mặt năng lượng, thì nó là những cái thực hành tốt nhất. Vậy bây giờ thì chúng mình bắt đầu nhé. Các bạn ơi, khi mà nói đến từ chiêm nghiệm thì các bạn nghĩ đến cái hình ảnh gì? Có cái ấn tượng gì? Những cái hiểu lầm phổ biến về chiêm nghiệm thì thật ra là Phương cũng có. Cho nên là có nhiều lúc là mình cảm thấy rằng là nó không có phù hợp với mình. Cái thứ nhất á, hiểu lầm phổ biến nhất là gì? Đó là một cái hoạt động của trí năng thuần túy. Chúng ta ngồi một chỗ rồi suy tư về một cái vấn đề trong một cái khoảng thời gian rất là dài, giống như một ông cụ non, bà cụ non vậy đó. Không biết là có non hay là chín, nhưng căn bản là khi mà chúng ta có cái hiểu lầm này thì chúng ta nghĩ rằng cái thứ nhất là mình không có thời gian cho cái việc này nhiều. Khi nào rảnh lắm thì mới ngồi thơ thơ thảnh thảnh mà nghĩ thôi. Hoặc là cái thứ hai, chúng ta nghĩ rằng nó chỉ dành cho những triết gia hoặc một cái người nào đó, một cái giới nào đó mà có thiên hướng trí óc. Ví dụ như là những người học thuật hay là thực hành một số cái pháp môn tâm linh nào đấy. Rồi là người già, người về hưu, người có suy nghĩ kiểu thâm sâu thế nào đấy. Và nó không có dành cho tất cả mọi người. Thì đấy là một cái hiểu lầm phổ biến đầu tiên.
Cái hiểu lầm phổ biến thứ hai đó là nó không có cái tính vận động, nó chỉ có tĩnh lặng thôi, ở yên đấy. Nó không có cái tính sáng tạo, không có cái sự kết nối với con người. Nó thường chỉ là một cái hoạt động là một mình trong một cái không gian tĩnh lặng, và dành cho các tâm hồn cô đơn, nhạy cảm. Thì đấy là cái hiểu lầm phổ biến thứ hai mà Phương muốn nói đến. Thì và đúng là nó có thể đúng đối với một số trường hợp, đối với một số cái hoạt động gọi là hoạt động chủ đạo của chiêm nghiệm, cho nên nó tạo ra những cái ấn tượng chủ đạo. Nhưng chúng ta chỉ cần biết ở đây là nó không phải là tất cả, không nhất thiết phải thế. Giống như khi mà mình nói đến yoga, đúng không, mình có thể nghĩ ngay đến hình ảnh các chị gái eo thon, tay cầm ly nước ép, hay là những cái phòng tập toát mồ hôi hột thì chẳng hạn. Thì nó tùy vào cái ấn tượng của mình, nhưng mình chỉ cần biết rằng là nó không phải là tất cả về yoga. Thì tương tự như vậy, những cái ấn tượng mà chúng ta đang có khi mà nói đến chiêm nghiệm thì nó không phải là tất cả là về chiêm nghiệm. Thực tế thì khi mà Phương tìm hiểu về cái nghệ thuật chiêm nghiệm và tất cả những cái phương pháp tiếp cận của nó thì Phương choáng luôn, vì nó rất là phong phú và nó rất là sâu rộng. Sâu rộng đến mức mà thật ra thì khi mà mình kể tên một số cái hoạt động được tính là hoạt động chiêm nghiệm ở trong cái phần sau của podcast thì có thể là bạn nhận ra là mình đã làm nó rồi, thậm chí là làm rất là thường xuyên và hàng ngày. Phương không nói là bạn ở đây là tất cả mọi người trong xã hội, mà Phương đang nói với các thính giả của Chậm Chậm Đang Sống. Bởi vì chiêm nghiệm nó rất là phù hợp đối với những người đang có ý định hay là đã thực hành sống chậm. Phương tin rằng 95% những bạn thính giả của kênh Chậm Chậm Đang Sống thì đã thực hiện cái hoạt động chiêm nghiệm rồi, cho dù chúng ta có ý thức về nó hay không. Bởi vì chỉ cần nghe một cái nội dung nào đó và có suy ngẫm về nó đã là chiêm nghiệm. Đọc một cái nội dung nào đó mà mình không có đơn thuần đọc chỉ để lấy thông tin và thu nạp thêm kiến thức, mà mình còn có suy ngẫm sâu hơn về nó, về cái cách mà nó tạo ra ý nghĩa, tạo ra những cái ứng dụng trong cuộc sống của mình, thì đó chính là chiêm nghiệm. Vậy thì trước hết mình muốn đính chính nhẹ về những cái hiểu lầm mà mình đã nói. Đối với cái hiểu lầm rằng chiêm nghiệm thực chất chỉ là một cái hoạt động của trí năng, của tâm trí, của não bộ, thì nó không đúng. Bởi vì thật ra là trí năng có thể sử dụng như một cái công cụ, như một cái phương tiện để mà chiêm nghiệm thôi, nhưng nó không phải là cái công cụ duy nhất. Đó chính là cái lý do mà khi mà Phương dịch cái từ contemplation ở trong tiếng Anh, cái từ chiêm nghiệm, thì Phương hay thích dịch riêng cho bản thân mình thôi ha, là dùng cái từ cảm nghiệm, tức là cái kết hợp của cảm nhận và trải nghiệm. Nó đòi hỏi chúng ta là mình phải có những cái trải nghiệm thực tế ở trong cuộc sống, và chúng ta cảm nhận về cái trải nghiệm đấy ngay trong cái giây phút mà chúng ta đang trải qua nó, và nó sẽ giúp cho chúng ta nghiệm ra được rất là nhiều cái điều hay, bởi vì nó cho chúng ta đón nhận được những cái tín hiệu của cơ thể. Và tín hiệu của cơ thể thì nó bản năng và nó trung thực, nó không có những cái lớp lang mà Phương hay mở ngoặc đóng ngoặc ở đây là lừa đảo mình. Bởi vì nếu như là mình chỉ hiểu tất cả mọi thứ thông qua cái trí năng, qua cái tâm trí của mình, thì đôi khi là mình còn tự lừa bản thân mình nữa cơ. Ở đây mà ai mà đã thực hành thiền thì có thể là đã trải nghiệm cái điều này rồi. Tức là đôi khi trí năng nó dùng để nó dối mình. Còn khi mà chúng ta học cách lắng nghe cơ thể và cảm nhận tinh tế, sâu bên trong những cái gì mà nó đang diễn ra, thì nó sẽ cho chúng ta những cái câu trả lời rất là trung thực. Vậy thì cảm nghiệm hay chiêm nghiệm ở đây nó sẽ dựa trên những cái tín hiệu không chỉ đi ra từ tâm trí của mình mà còn từ cơ thể và từ trái tim. Trái tim ở đây nó không chỉ là về mặt cảm xúc đâu, mà nó còn có thể là có những cái địa hạt mà nó nghe có vẻ rất là mơ hồ đối với nhiều người, đó là trực giác. Tức là không có dựa trên những cái phân tích logic theo kiểu thông thường. Thì thật ra ở trong cái trị liệu chữa lành hiện nay có một cái nhánh gọi là nhánh thân nghiệm đang rất là được chú ý, được cả giới khoa học lẫn giới thực hành tâm linh hay là tất cả những cái nhà trị liệu sử dụng các biện pháp không dùng thuốc chú ý đến là thân nghiệm. Thì thân nghiệm, cái tên tiếng Anh của nó là embodiment, thì nó hướng đến cái việc là chúng ta nghiệm ra được những cái hiểu biết sâu sắc dựa trên việc lắng nghe những cái tín hiệu của cơ thể, học cách hiểu nó
tôn trọng nó, quyết định dựa trên cả những cái phản hồi của cơ thể nữa. Phương lấy ví dụ như là ở trong cái cuộc sống của mình, nếu như là mình đang ngồi nói chuyện với một người mà mình không hiểu sao mình cứ ngồi càng ngày càng mệt, rồi là đầu mình cứ giật ra đằng sau và mình cảm thấy đau đầu nhức óc, trong khi cái tâm trí của mình nó có thể đốt thúc đẩy mình là à, đây là một người quan trọng, đây là một người sẽ hữu ích với mình và mình phải cố gắng chịu đựng để mà mình có thể tiếp tục ở trong cái cuộc đối thoại đó. Nhưng mà thân thể mình có thể nói điều ngược lại. Vậy thì bạn chọn nghe cái điều gì? À, thì Phương đã nói ở đây không có nghĩa là đúng hay sai, hay là trên hay dưới, là cái nào hơn cái nào. Nếu mà chúng ta lắng nghe thì thường chúng ta có thể thấy những cái tín hiệu đi ngược nhau của cơ thể và tâm trí mình. Và đối với bản thân Phương ấy, là một cái người mà cũng có thiên hướng sử dụng trí năng rất là nhiều, thì bây giờ mình đang học cách cân bằng lại bằng cách là tôn trọng cái tín hiệu của cơ thể. Nếu mà cơ thể mệt thì không cần biết lý do là gì, thì mình sẽ tìm cách đặt ra một cái giới hạn. Ví dụ mình vẫn có thể nghe, nhưng mà sau đấy thì mình sẽ đưa ra một cái lý do thích hợp và giải thích cho cái việc là tại sao mình muốn cái cuộc đối thoại kết thúc ở đây, và có thể tiếp tục ở một cái thời điểm thích hợp hơn khi mà cơ thể mình nó thoải mái và nó thả lỏng hơn. Cái hiểu lầm thứ hai đó là chiêm nghiệm nó chỉ là một cái hoạt động một mình, không có tính vận động hay sáng tạo, không có tính kết nối, thì nó không đúng. Bởi vì hiện tại ở trên màn hình thì Phương sẽ cho các bạn nhìn thấy một cái hình ảnh, đó là hình ảnh cái cây chiêm nghiệm. Thì nếu như chúng ta ví tất tần tật những cái hoạt động thực hành chiêm nghiệm, nó giống như một cái cây tỏa ra nhiều nhánh, mỗi nhánh nó lại biểu hiện ra một cái phương pháp tiếp cận nó rất là khác nhau, thì các bạn sẽ thấy là thực hành chiêm nghiệm có rất là nhiều cách thực hành phong phú, và một số ngược lại với cái ấn tượng của bạn về chiêm nghiệm, bạn sẽ không biết được rằng nó cũng được tính là chiêm nghiệm. Ví dụ như là cũng có những cái nhánh mà nó giống với cái ấn tượng của chúng mình. Ví dụ ở đây các bạn có thể thấy cây nhánh tĩnh lặng. Thì đúng là ở trong cái nhóm tĩnh lặng này thì mình sẽ thực hành một mình, tạm thời ngắt kết nối đối với bên ngoài và thu rút những cái giác quan và sự chú ý vào bên trong mình. Ví dụ như thực hành thiền thì nó hợp với những cái người có đời sống nội tâm phong phú, hay đơn giản là người quyết tâm đi sâu vào bên trong. Nhưng mà cũng có những cái nhánh thực hành nó phù hợp với các bạn có thiên hướng hướng ngoại nhiều hơn một chút. Ví dụ như nhánh sáng tạo thì chúng ta có thể sử dụng những cái phương tiện và công cụ như là âm nhạc, ca hát, kịch ứng tác, làm thơ, kể chuyện, thì có thể làm một mình hoặc là làm theo nhóm, và tất cả những cái môn nghệ thuật thể nghiệm để có thể cho phép chúng ta diễn đạt được những cái gì đang diễn ra ở bên trong mình, mà thông thường là có nhiều thứ nó vượt quá cái khả năng ngôn từ của mình. Thì chúng ta sẽ có những cái kênh để mà biểu đạt mình tốt hơn, phi logic và không phụ thuộc vào ngôn từ. Hay là cái nhánh liên kết thì nó sẽ có những cái thực hành như là đối thoại này, lắng nghe sâu này, những cái vòng tròn khai vấn, vòng tròn chia sẻ chẳng hạn, và nhiều cái nhánh khác mà các bạn có thể tự tìm hiểu thêm. Thì những cái nhánh này nó cho chúng ta thấy rằng là thực chất chiêm nghiệm nó có đầy đủ những cái phương pháp tiếp cận mà nó phù hợp với từng người một, không phụ thuộc vào việc là nó chỉ dành cho một cái nhóm đối tượng nào. Chỉ có điều là ở trong cái nhóm liên kết chẳng hạn thì các bạn nên hiểu rằng là cùng là liên kết, cùng là có việc giao lưu và kết nối đối với người khác, nhưng mà chắc chắn là khi mà nó được tính là hoạt động chiêm nghiệm thì nó sẽ khác so với những cái cách thức giao lưu gặp gỡ thông thường. Tức là thông thường thì mình sẽ lắng nghe nhau một cách sâu sắc hơn, trọn vẹn hơn, lắng nghe được cả những cái gì nó đang biểu hiện lên bên trong mình khi mà mình nghe người khác, lắng nghe cả những cái điều mà người ta chưa nói, lắng nghe những cái gì mà nó còn để lại giữa những câu từ, thì nó là một cái nghệ thuật. Và ở trong cái việc lắng nghe sâu của chiêm nghiệm thì mình hướng đến mình là một cái tấm gương, hay là một cái mặt hồ mà không bị gợn sóng lăn tăn. Những cái gợn sóng đó nó có thông thường ở khi mà mình nghe mà mình không có hướng đến chiêm nghiệm, thì mình sẽ thấy rằng là mình có thể nghe để chỉnh sửa, mình có thể nghe chỉ để đợi đến khi nào đến lượt mình nói thì nói, hay là đơn thuần là nghe nhưng mà không thực tâm chấp nhận và có những cái phán xét.
Thì cái đấy không phải là chiêm nghiệm. Mà khi nghe với cái mục đích chiêm nghiệm thì mình sẽ mở lòng ra và mình đơn thuần là một cái tấm gương để mà cái người mà đang được lắng nghe họ cảm thấy là họ được soi chiếu mình thông qua cái việc mà mình lắng nghe họ. Thì đấy là một trong những cái thực hành nó rất là sâu sắc. Và đối với Phương thì Phương thường kết hợp nhiều cách ở trong nhiều nhánh. Phương lấy ví dụ như là giả sử như mình muốn đào sâu vào một cái chủ đề nhất định nào đấy thì trước hết mình cũng có thể là tự ngồi và suy ngẫm, chiêm nghiệm về cái chủ đề đó, cái từ ngữ đó. Rồi sau đó thì mình nếu như là có cơ hội hoặc là mình tự tạo cơ hội bằng cách là tự tổ chức những cái vòng tròn chia sẻ thì mình sẽ mời mọi người chia sẻ cái góc nhìn khác nhau về cùng cái chủ đề đó. Thì sau đấy thì tất cả chúng ta có thể cùng ngồi và đối chiếu góc nhìn với nhau. Và nó có một cái thực hành gọi là thu hoạch tập thể. Có nghĩa là khi mà tất cả chúng ta chia sẻ những cái góc nhìn khác nhau rồi và không có cái phán xét là thế nào là đúng, sai, thì sau đấy chúng ta có thể cùng nhau tóm lại một cái bức tranh chung, có thể rút ra được những cái điều mà mỗi người cảm thấy còn đọng lại trong mình, được chạm đến, được học hỏi và mở rộng góc nhìn nhiều hơn. Thì khi mà thu hoạch tập thể như vậy thì chúng ta lại bắt đầu nối kết lại, giống như là chúng ta cùng nhau mỗi người đưa ra một cái sợi vải và cùng đan vào một cái bức tranh chung. Nó đẹp hơn, nó có trí tuệ tập thể và tình yêu thương tập thể ở trong đó. Thì đó là một trong những cái thực hành chiêm nghiệm mang tính tập thể. Các bạn thương mến, vậy thì nghe đến đây á, không biết là các bạn đã có hình dung sơ lược về chiêm nghiệm chưa? Nó có lý do vì sao mà Phương không đi ngay vào cái định nghĩa của chiêm nghiệm. Bởi vì chiêm nghiệm nó không phải là một thứ mà chúng ta có thể nắm bắt thông qua một cái định nghĩa cố định nào. Nó giống như là thiền vậy đó. Nếu như bạn đi một vòng bạn hỏi tất cả mọi người mà có thực hành thiền là gì thì có thể là bạn sẽ hỏi bao nhiêu người thì có được bấy nhiêu cái định nghĩa riêng của từng người đó. Trừ khi là họ là cùng học một cái vị thầy thì có cái khả năng là họ sẽ cùng lặp lại một cái định nghĩa lý thuyết mà người thầy đó đã đưa ra. Thì đối với chiêm nghiệm tương tự như vậy. Bác Richard Rudd, một nhà huyền học và tác giả của một cái bộ sách mà hiện nay mà Phương đang đọc, đó là Chìa khóa Gen, Gene Keys. Thì bác có nói ở trong podcast về nghệ thuật chiêm nghiệm như sau. Tức là không có một cái câu trả lời ngay lập tức cho cái câu hỏi chiêm nghiệm là gì, bởi vì nó có nhiều cái lớp nghĩa và nhiều cái mức độ thực hành khác nhau. Và bác nói rằng là tôi sẽ phải nói về nó trong một cái thời gian rất là lâu nữa. Thì á, cũng theo cái phân tích của bác này thì bác có một cái cách phân tích rất là hay mà Phương xin phép là tóm lược lại cho các bạn về cái cách mà mình hiểu về chiêm nghiệm không phải thông qua một cái định nghĩa mà thông qua một cái cực phổ. Và tạm thời thì mình sẽ dùng cái cực phổ của tính âm và tính dương ở trong vũ trụ. Thì chúng ta hãy hình dung là giống như một cái phổ cực thì thường nó sẽ có hai đầu, một đầu là cực âm, một đầu là cực kỳ dương. Thì trong tất cả những cái thực hành mang tính tinh thần của chúng ta, cùng mang tính thanh lọc tinh thần, nâng cao cái đời sống tâm linh của mình, thì những cái thực hành mà nó được xếp vào cái tính âm á, nó phổ biến ở đây là có thiền quán, vipassana, hay là những cái thực hành của tantra. Tức là cái tinh thần của những cái thực hành mang tính âm thì thường nó sẽ có cái sự bị động, chấp nhận bị động. Tức là ví dụ như mình ngồi xuống, mình không tìm cách phải thay đổi điều gì, mà mình chỉ cần chứng kiến xem cái điều gì nó đang hiện ra ở trong mình. Mình chấp nhận hết, cho dù đấy là tham, sân, si hay là những cái ý nghĩ yêu thương đi chăng nữa, thì mình chấp nhận chứ không xua đuổi nó, và cho phép mọi thứ diễn ra theo cái cách tự nhiên của nó. Và mình đơn thuần là chứng nhân thôi, không thay đổi, không kháng cự, hoàn toàn đón nhận. Thì những cái thực hành mang tính âm này nó sẽ kích hoạt và sử dụng cái bán cầu não phải của mình. Và cái hình ảnh mà tượng trưng cho tính âm thì ở đây các bạn hãy nhớ đến một cái hình ảnh là ví dụ như nước đi. Dòng nước ở trong cái trạng thái lỏng á, nó thường nó chảy trôi rất là nhẹ nhàng và nó xuyên qua rất là nhiều cái địa hình khác nhau. Và mặc dù có cái vẻ gì đó nhẹ nhàng và dịu êm như vậy, nhưng mà ai cũng biết là nước chảy đá mòn, nó có một cái sức mạnh rất là lớn.
Nhưng mà không nhất thiết là nó phải là một cái gì đấy nó vũ bão. Còn đối với tính dương thì sao? Những cái thực hành mang tính dương nhiều hơn thì đối lập với tantra thì sẽ có yoga hay là võ thuật, và một số cái hoạt động thiền định mà nó mang cái tính cách kỷ luật cao á, chọn ra một cái đối tượng để tập trung và bắt buộc phải tập trung hết mình vào trong cái đối tượng đó, thì đó là cái những cái thực hành mang tính dương. Thì á, ngược lại so với cái tính âm, tính âm thì thường là mình chấp nhận và đón nhận mọi thứ như nó là, thì tính dương nó cho rằng chúng ta đang sống theo một cái cách mà hầu hết chúng ta nhé, số đông chúng ta là đang có nhiều cái thói quen rất là sai trái, thiếu kỷ luật, lối sống rất là bừa bãi, và vì vậy mình cần phải gò mình vào trong một cái kỷ luật, một cái khuôn phép rèn luyện nào đó, với rất là nhiều cái nỗ lực và cả cái ý chí của mình, thì nó liên kết với bán cầu não trái. Phương lấy ví dụ như là ở trong thực hành yoga cổ điển đi, thì họ sẽ nói đến, ví dụ trong hệ thống của Sivananda yoga thì sẽ nói đến những 5 điểm thực hành, trong đó cái việc ăn uống đúng là ăn ra sao này, tập luyện tư thế đúng thì như thế nào này, thiền định phải rèn luyện ra sao này, rồi là phải tập thở đúng, mình tập bình thường cũng thở cũng sai cách luôn thì mình phải tập thở làm sao cho nó đúng, vân vân. Rồi cuối cùng là thư giãn đúng, tức là thông thường là nó sẽ chỉ ra cho mình những cái điều mà chúng ta làm nó chưa có đúng, và mình phải quay trở về với cái đúng đó. Thì cái hình ảnh mà nó hiện lên đối với tính dương đó là lửa ở trong cái lò luyện gang thép luôn ạ. Tức là khi mà mình đã có một cái khuôn kỷ luật để mà gò mình ở trong đó thì thép đã tôi thế đấy, để mà tạo ra một cái bản tính kiên cường vững chãi, đón nhận được những cái sóng gió cuộc đời, thì mình phải có những cái đặc tính kỷ luật nhất định. Ở đây Phương cũng muốn lưu ý nhẹ nhẹ rằng là đây chỉ là một cái cách phân loại thôi, nó không nhất thiết là nó phải hoàn toàn chuẩn xác. Đấy là một cách phân loại để mà chúng ta tạm thời hiểu, đôi khi trong âm có dương mà trong dương có âm. Cho nên là chúng ta hãy hiểu rằng đây là một cái cách phân loại dựa trên cái cực phổ khi mà đặt những cái thực hành ở cạnh nhau. Còn đối với chiêm nghiệm thì sao? Chiêm nghiệm nằm ở giữa, nó trung tính, nó không mang tính quá âm và cũng không mang tính quá dương. Thì một trong những cái hệ thống rất là nổi tiếng ở trong văn hóa phương Đông là những cái triết lý và thực hành của đạo lão, của Lão Tử đó, là sử dụng yếu tố của cả hai cái xu hướng tính âm và tính dương. Là một mặt á, thì nó vẫn đòi hỏi chúng ta có những cái nỗ lực tập trung ở trong một cái thời gian nhất định để tạo ra những cái áp lực cần thiết cho cái sự chuyển hóa, nhưng không nhất thiết phải nỗ lực quá mức. Tức là nó không có gò, nó không giống như là ví dụ như là mình tập võ đi, là mình phải hàng ngày là phải rèn luyện bao nhiêu tiếng đồng hồ, phải luyện qua được bao nhiêu cái tư thế, và phải tăng dần cái cường độ của mình. Nó không nhất thiết là phải theo một cái khuôn khổ nào, với những cái bước nào được xếp sẵn cả. Nhưng mà cái tính mà gọi là cái liên tục và nhất quán của nó là có. Nhưng mà nó giống chơi hơn là làm. Thì để mà minh họa cho cái sự trung tính của chiêm nghiệm thì có một cái câu chuyện là ngày xưa Đức Phật từng nghe một cái người đánh cá nói về cái cách căng cái sợi dây câu của mình. Thì cái ông đánh cá này, ông mới nói rằng là khi mà mắc cái sợi dây câu lên thì đừng có làm nó căng quá, bởi vì căng quá thì đứt dây và không có dây để mà câu được con cá nào cả. Nhưng đừng có để lỏng quá, bởi vì lỏng quá thì dây nó bị trùng, và nếu mà trùng quá thì cá có cắn câu mình cũng không biết, vậy thì đằng nào cũng không có cá. Và khi mà nghe đến cái việc này thì Đức Phật mới đi đến được một phần những cái nhân duyên. Đi đến con đường trung đạo của Đức Phật là khi nghe được những cái tín hiệu của một cái người bình dân, họ nói về cái cách mà họ làm việc. Thì dĩ nhiên ở đây nhá, nó là một cái câu chuyện mang tính truyền thuyết, mình không chắc là ở trong thực tế lịch sử là nó có đúng như vậy hay không, nhưng mà đây chỉ là một cái câu chuyện minh họa cho tính âm, tính dương và quay trở về với cực trung đạo. Thì ở trong trong ăn uống, chúng ta có nghệ thuật thực dưỡng. Thì thực dưỡng cũng là một cái cách, một cái hệ thống ăn uống mà tìm cách đưa chúng ta trở về với trung đạo.
Ngay cả không nói đến cái việc là ăn thực phẩm âm dương như thế nào, mà chỉ cần nói về cái lượng mà chúng ta ăn thôi. Tức là một mặt chúng ta không ăn quá no, ăn bừa bãi chỉ để cho ngon miệng, nhưng một mặt khác chúng ta không nên bỏ đói bản thân và o ép thân xác của mình tiếp thực một cách quá mức. Bởi vì Phương cũng đã gặp rất rất là nhiều người ở trong cả hai cái phổ cực này rồi. Có những cái người mà họ nghĩ rằng là bởi vì họ đang đi trên con đường tâm linh và thực hành thiền định, cho nên họ cũng có cái xu hướng bỏ bê thân thể của mình, dẫn đến cái việc là họ ăn không có đủ chất, ăn thiếu chất và dần dần là bị sinh bệnh, bị suy dinh dưỡng. Thì khi mà mình hướng đến những cái mục tiêu như mình thanh lọc tâm trí, đôi khi nó hơi xa vời với phần đông mọi người trong xã hội, mà chúng ta đang nói đến đầu tiên là mình thanh lọc cơ thể thông qua cái việc tiết thực, thì chúng ta cũng sẽ tránh hai cái cực. Cái cực thứ nhất là nhịn ăn kéo dài quá mức, quá khắt khe, và cái cực thứ hai là chúng ta hoàn toàn thả lỏng theo cái cơn thèm, cơn nghiện, theo cái vị giác thuần túy của mình. Thì như vậy là nó không hề có cái tác dụng thanh lọc chút nào. Thì trung đạo trong thanh lọc là gì? Là mình đầu tiên mình chưa cần phải là có những cái tiết thực quá mức đâu, nhưng mình thường xuyên gieo cho mình những cái thói quen thanh lọc nhẹ nhàng, có thể thực hiện ngay trong cái cuộc sống hàng ngày và không có tạo ra những cái xáo trộn lớn trong sức khỏe hay trong những cái hoạt động sống. Nó đơn giản, ví dụ như là sáng dậy mình biết pha một cái cốc nước chanh bỏ muối vào là để thanh lọc. Hay là ví dụ như là sáng nay thì Phương mới dùng thử một cái chất khác, đó là bột lá tía tô của cái hãng Biolac là đã tặng cho Phương từ lâu rồi mà bây giờ mình mới lôi ra mình sử dụng, thì mình cảm nhận nó có cái tính thanh lọc rất là tốt. Thì đấy là ví dụ của cái việc là mình có thể thực hiện thanh lọc hàng ngày một cách rất là nhẹ nhàng thôi. Đó. Vậy thì á, vòng lại để nói về chiêm nghiệm đi, thì cái tinh thần của chiêm nghiệm là như vậy đó. Vừa có tính dương với cái sự nỗ lực tập trung nhất quán, thậm chí là thực hành cam kết trong một cái thời gian dài hàng ngày, nhưng mà cái tính âm của nó là nó nhẹ nhàng, nó vui tươi, nó không có cái cảm giác gò ép là phải làm một cái gì đó to be thay vì to do, tức là vẫn hành động đó, nhưng mà mình buông cái việc là trong cái hành động đó mình bắt buộc phải ra một cái kết quả như thế nào, phải có hiệu suất ra sao, phải nhanh chóng gọn lẹ. Thì nó buông đi những cái kết quả cần phải đạt mà chúng ta gò cho bản thân mình. Nó mềm mại và đầy sức mạnh, nỗ lực nhưng mà như không nỗ lực vậy. Thì cái hình ảnh mà nghĩ về chiêm nghiệm ở đây thì thay vì là nước có tính lỏng hay là lửa ở trong lò gang, thì chúng ta hãy nghĩ đến nước nhưng mà trong tất cả những cái trạng thái linh hoạt của nó. Tức là lúc cần rắn thì hãy cứng rắn, lúc cần lỏng thì hãy thả lỏng ra, và lúc cần tan vào hư không rồi thì cứ tan đi, cứ hóa hình bốc hơi, rồi tin tưởng rằng là nó sẽ quay trở lại trong cái vòng tuần hoàn tự nhiên của nó. Thì đấy thực chất là cái tinh thần của chiêm nghiệm của Lão Tử. Thì ở trong cái mô tả podcast này thì Phương cũng sẽ đính kèm cho các bạn một cái bài viết về thông điệp của nước do Nam Phương viết từ năm ngoái. Thì mình cũng đã viết bài viết này sau khi mà mình chiêm nghiệm về nước rất là lâu. Và cái quá trình mà viết bài viết này mình cũng thấy nó mang tính chiêm nghiệm rất là cao, bởi vì là mình một mặt là mình cố gắng là phải có một cái nội dung nào đó để đưa ra, nhưng một mặt khác thì mình chỉ đơn thuần là mình cố gắng ngồi vào bàn và viết cái gì đấy thôi, nhưng mà mình lại buông là mình bắt buộc phải ra được một cái nội dung mà theo một cái lối mòn nào đấy, hay là theo một cái kết quả nhất định nào đấy, là nó phải được share nhiều, hay là nó phải hay, nó phải như thế nào đấy. Mình chỉ viết thôi, đơn giản để nó chảy trôi thông qua mình. Và sau đấy thì cái bài viết này được đón nhận rất là nhiều. Thì nó là một cái minh chứng trong cái việc rằng là thực hành chiêm nghiệm nó có thể đưa đến cho chúng ta rất là nhiều những cái nguồn lực mà nó không nhất thiết phải là mang tính cá nhân, mà đôi khi là nó giống như là nguồn lực vũ trụ chảy xuống thông qua mình, và mình là kênh dẫn vậy đó. Các bạn thương mến, nghe đến đây không biết là các bạn có bị đau đầu không hay là thấy hứng thú. Nếu mà thấy nó đau đầu với những cái định nghĩa nó có vẻ khô khan quá thì mình hãy yên tâm là bây giờ Phương sẽ quay trở về với định nghĩa đây, dành cho bất cứ bạn nào mà rất là cảm thấy cần là tôi phải được nêu vào một cái định nghĩa nào đó. Vậy thì chiêm nghiệm là gì? Thì
chiêm nghiệm ở đây nó là bất cứ một cái hoạt động nào mà trong đó chúng ta có những cái khoảng tạm dừng. Và trong cái khoảng tạm dừng đó chúng ta tái kết nối với cái ý thức ở bên trong mình, và từ đó giúp đào sâu thêm hiểu biết về bản chất của thực tại, về bản chất của chính mình với của vạn vật, của cái mối dây liên kết giữa mình và vạn vật. Thì ở trên cái cây thực hành chiêm nghiệm thì các bạn nhìn xuống sẽ thấy hai cái rễ chính tượng trưng cho hai cái ý định nền tảng của tất cả các thực hành chiêm nghiệm. Cái thứ nhất là trau dồi cái nhận thức ở bên trong mình, và cái thứ hai là phát triển lên một cái mối dây liên hệ mạnh mẽ hơn với Chúa, với Thần, với Đấng Thiêng Liêng, với Thượng Đế hay với trí tuệ ở bên trong chính mình. Thì cho dù là bạn cảm thấy kết nối đối với một cái từ khóa nào thì bạn có thể sử dụng, nhưng mà cho dù bạn dùng từ Chúa hay là Đấng Thiêng hay là nguồn cội đi chẳng hạn, hay là vũ trụ, thì tất cả đều nói lên là một cái thực thể bao la, rộng hơn mình, bao chứa mình ở trong đó và nhìn ra được cái mối dây liên hệ của mình đối với vạn vật. Thì á, cái rễ cây này nó sẽ vượt qua được cái sự khác biệt trong các truyền thống tôn giáo, mà từ đó nhiều thực hành bắt nguồn. Nó sẽ cho phép chúng ta tạo không gian cho việc đưa các thực hành mới được tạo nên vào trong một cái bối cảnh hiện nay, là bối cảnh mà chúng ta vượt lên trên những cái bối cảnh của tôn giáo nhất định nào đó. Cho nên khi mà mình nói đến chiêm nghiệm thì có một cái lợi thế là nó sẽ không tạo ra một cái ấn tượng mang tính một cái tôn giáo cục bộ nào, như là đấy là đạo Phật, đấy là đạo Hồi, đấy là đạo Thiên Chúa Giáo, đạo Kỳ Na, vân vân. Thì tất cả những cái thực hành tôn giáo ở trong cuộc sống thì đều có cái tính chất chiêm nghiệm, nhưng mà chiêm nghiệm không nhất thiết phải mang tính tôn giáo. Thì cái lợi ích của chiêm nghiệm là gì? Thì khi mà chúng ta có được một cái thực hành nhất quán lâu dài thì nó có mang lại rất là nhiều lợi ích. Ví dụ như là thiền, đúng không? Thì các bạn hẳn là đã nghe được vô vàn những cái lợi ích về thiền rồi. Thì bởi vì là thiền được tính là một cái hoạt động chiêm nghiệm, cho nên các bạn có thể hiểu rằng cái hoạt động chiêm nghiệm nó cũng có những cái lợi ích tương tự như vậy. Nhưng mà ở đây Phương nói về những cái mà mình cảm nhận được thôi đã nha. Thì đối với bản thân Phương, cái thứ nhất là lợi ích ngay lập tức, ngay trong lúc thực hành mà mình có thể cảm nhận được, là nó giúp cho mình giảm căng thẳng. Giảm căng thẳng cho cái cơ thể của mình. Bởi vì khi mà mình đi qua cuộc sống, có những cái căng thẳng mà nó cứ tích tụ vào trong cơ bắp của mình, vào sâu bên trong những cái cơ quan nội tạng của mình. Ví dụ mình thắt ruột thắt gan lại, đúng không? Và khi mà Phương học về chữa lành sang chấn thì Phương biết được rằng là có rất là nhiều cái nỗi đau ở trong quá khứ tuổi thơ. Lâu rồi cái ý thức của mình nó tưởng như là nó đã quên rồi, nhưng mà thực chất là nó vẫn tồn đọng, nó được dự trữ sâu ở bên trong cơ thể của mình, khiến cho cơ thể của một con người bình thường thường xuyên ở trong trạng thái căng thẳng và không thể thư giãn được hoàn toàn. Thì Phương thấy rằng khi mà mình thực hành chiêm nghiệm thì cái lợi ích vô vàn của nó bao gồm là giảm căng thẳng ở một cái mức độ càng ngày càng sâu, nhưng mà nó nới ra dần dần chứ không phải là chỉ sau một cái buổi nào đó. Giống như là một cái sợi dây bị thắt nút quá chặt, thì bây giờ mình phải dần dần mình gỡ dần dần, nới cái nút ra, lỏng ra dần dần, rồi mình mới gỡ nó ra được hoàn toàn. Và cái lợi ích khác mà Phương nhìn thấy đó là ngay trong lúc thực hành mình cũng thấy là tâm trí của mình được an hơn. Bởi vì thông thường nó đòi hỏi chúng ta có một cái nút tạm dừng, một cái khoảng lặng nào đó. Thì nếu như mình ví tâm của mình giống như một cái mặt hồ đi, thì thông thường mặt hồ đó nó thường xuyên bị gió thổi qua, và vì vậy nó tạo nên không ngớt những cái ngọn sóng lăn tăn. Những cái lăn tăn trên mặt hồ đó là do những cái cơn gió của những cái hoạt động, của những cái giao tiếp, của những cái kích thích về mặt giác quan mà chúng ta thường xuyên tiếp nạp vào khi mà chúng ta sống ở trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng mà khi mà chúng ta đi vào trạng thái chiêm nghiệm thì giống như là một mặt hồ đó, nó trở nên tĩnh lặng dần dần khi mà gió nó ngừng thổi, và nó đưa về một cái trạng thái trong vắt. Và khi mà cái mặt hồ tâm trí nó tĩnh lặng như vậy thì mình nhìn rõ ra được những cái gì nó ẩn chứa ở phía bên dưới mặt nước được rõ ràng hơn. Thì còn cái lợi ích về lâu dài thì Phương thấy rằng nó cho mình những cái câu trả lời nó rất là sâu sắc, xuất phát từ thẳm sâu cái trái tim mình, thay vì là mình ngay lập tức là mình lên Google mình tra, hay mình hỏi ý kiến một ai đấy, hay là mình nhìn ngó xung quanh xem là mọi người đang giải quyết cái vấn đề đấy theo một cái cách độ nào.
Dĩ nhiên là mình hoàn toàn có thể tham khảo chứ đúng không? Nhưng những người mà có cái thói quen chiêm nghiệm thì trước hết là nêu vào bên trong chính bản thân mình. Mình có thể chiêm nghiệm thêm dựa trên những cái thông tin mà mình đã tham khảo được. Và khi mà thực hành chiêm nghiệm thì dần dần mình sẽ có những cái quyết định đến từ một cái trạng thái tâm trí nó sáng rõ, thanh thản, yêu thương và chân thành. Thay vì là chúng ta nếu mà hành động ngay mà không có cái chiêm nghiệm nào đấy thì rất là nhiều khi chúng ta hành động vì sợ hãi. Cái nỗi sợ nó núp bóng nhiều thứ lắm các bạn ạ. Đôi khi nó núp bóng cơn giận. Ví dụ mình nổi giận đùng 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 lên đối với một người nào đó mà mình coi rằng là người đã đối xử tệ bạc với mình. Nhưng mà khi mà mình nhìn sâu, mình sẽ nhìn thấy cái sự bất an, cái sợ hãi của mình. Ví dụ như là có những cái mối quan hệ mình sợ rằng người ta không còn yêu mình nữa, hay là mình sợ rằng người ta không tôn trọng mình, người ta đang tìm cách gạt bỏ mình chẳng hạn. Nó có thể hóa hình thành rất là nhiều cái cách phản ứng khác nhau. Nhưng mà khi mà mình quay trở về và chiêm nghiệm sâu ở bên trong chính mình thì mình sẽ bắt được cái sự biến tướng, cái xảo quyệt của cái tâm trí ở bên trong mình. Một cái lợi ích khác của chiêm nghiệm đó là chúng ta được tạm quên mình đi. Mình ở đây là cái tôi, một cái nhân diện, một cái định danh và phân loại xã hội nào đó. Ví dụ tôi là một doanh nhân thành đạt, tôi là một phụ nữ thành công. Bất cứ một cái hình ảnh nào mà bạn đang gắn mình, có thể gắn với nghề nghiệp, có thể gắn với một cái hình ảnh xã hội nào đó. Nhưng mà khi mà mình thực hành chiêm nghiệm thì mình buông bớt được cái tôi đấy đi, cái mình đó đi, mình sẽ thấy nhẹ nhõm hơn ngay lập tức. Và về mặt dài hạn thì nó có thể mang đến những cái chứng ngộ sâu sắc. Bởi vì chính trong cái sự mà mình quên mình đó thì mình sẽ tìm thấy được những cái kết nối sâu sắc giữa mình với vạn vật, với cả vũ trụ. Mình không còn đóng khuôn mình vào trong một cái hộp nữa, thì mình mới mở lòng ra, mở tâm, mở hồn, mở trí của mình ra để đón nhận những cái nguồn lực cao hơn mình. Đó là cái lý do vì sao chiêm nghiệm là một cái hoạt động mà có trong gần như tất cả mọi cái truyền thống tâm linh ở trên đời này. Bởi vì đó là một cái hoạt động thanh lọc tinh thần, hướng đến cái sự thanh lọc tâm trí. Và cái tâm trí ở đây là tâm trí bậc cao, tinh thần bậc cao, tức là vượt qua cái khả năng của một cái trí năng thông thường. Đó. Thì ít nhất là về lý thuyết là như vậy nha. Nhưng mà đối với ai mà đang đi trên một cái hành trình tâm linh thì chúng ta có thể học hỏi được nhiều hơn thông qua những cái thực hành chiêm nghiệm của những cái truyền thống khác mình. Còn đối với thử thách mà chiêm nghiệm đưa ra thì sao? Cái thử thách thứ nhất á, nếu như hôm nay chúng ta nghe podcast và chúng ta phá bỏ được những cái hiểu lầm và định kiến của mình về chiêm nghiệm thì chúng ta đã vượt qua cái thử thách thứ nhất. Đó là cái thử thách của cái việc là sống theo định kiến. Và bởi vì định kiến cho nên mình không có tiếp cận được cái tinh thần và cái sự thực hành của chiêm nghiệm. Vì vậy mình không có đạt được lợi ích của nó. Thì đấy là cái thử thách thứ nhất chúng ta đã vượt qua. Cái thử thách thứ hai á, là đôi khi chúng ta sẽ có một cái tâm lý là ồ, đây là một cái điều mà nó xa xỉ quá. Bây giờ mình bận rộn, mình còn phải lo công việc, mình phải lo con cái, rồi là cha mẹ vân vân, rất là nhiều thứ nó đòi hỏi cái sự chú ý của bản thân mình. Thì thông thường á, mình nếu mà mình bắt gặp là mình đang có cái tâm lý kiểu như thế này thì mình hãy nhắc mình quay trở về với cái mục đích ban đầu của chiêm nghiệm. Là chiêm nghiệm không phải là để sao nhãng, lười biếng, để chạy trốn hay là bị động như cái ấn tượng về ban đầu mà chúng ta cảm thấy, hoặc là giống như ấn tượng về sống chậm đó mọi người. Khi mà Phương nói về sống chậm thì rất là nhiều người cũng hiểu nhầm là đấy là một cái lối sống thụ động. Nhưng mà thực chất thì chiêm nghiệm nó cũng tương tự như sống chậm. Nó có cả hai cực âm và dương, có cả tu đu lẫn tu bi, và nó hướng đến cái sự cân bằng. Và khi mà mình quay về, mình nhắc đến cái mục đích chính của nó thì mình thấy nó rất là đáng để mà dành thời gian, dành một chút cái nguồn lực của mình. Mục đích chính của nó là để tái kết nối với những cái gì quan trọng nhất ở trong mình mà. Và mình phải thường xuyên phải tái kết nối đối với những cái gì quan trọng nhất, có ý nghĩa nhất với mình, để mà mình còn trau dồi cái nhận thức nội tâm của mình và phát triển cái mối liên hệ mạnh mẽ với cội nguồn thiêng liêng của mình, với bản chất trí tuệ ngay trong mình. Thì chỉ khi mà mình tái kết nối đối với tiếng nói trí tuệ ở bên trong thì cái tiếng nói đó nó mới dẫn đường được cho mình đi đúng.
lối ra thì nằm ở đường vào nội tâm. Đặc biệt là khi mà mình đang thấy rối ren, giằng co, phân tích rồi suy nghĩ mãi nhưng mà không có quyết định được, thì mình càng cần phải quay trở về với chiêm nghiệm. Và cái thử thách cuối cùng á, nó không phải là mang tính tâm lý, mà nó sẽ đòi hỏi một cái nguồn lực tinh thần, một cái sự kiên cường của mình nhiều hơn. Đó là đòi hỏi mình luôn luôn phải can đảm đối diện với những cái gì nó hiện ra bên trong mình. Mặc dù chiêm nghiệm thì về mặt hình thức nó có thể rất là nhẹ nhàng, nhưng mà Phương thấy nó cũng có cái bản chất của một chiến binh. Tức là tôi không chạy trốn sợ hãi, tôi không chạy trốn nỗi cô đơn, tôi không chạy trốn buồn đau, mà mình thách thức, mình hiên ngang đối diện đối với tất cả những cái bóng tối ở bên trong chính mình, mà mình không có chạy trốn. Thì khi mà mình cam kết thực hành chiêm nghiệm, đồng nghĩa với cái việc rằng là mình cam kết luôn ở bên cạnh mình, chấp nhận bản thân mình, chấp nhận từ cả những cái điều tốt đẹp nhất lẫn cái bóng ở bên trong chính mình. Và khi mà mình đạt đến một cái trạng thái chấp nhận hoàn toàn rồi ạ, thì mình sẽ thấy là bản thân mình trọn vẹn. Nó trọn vẹn lắm, nó không cần phải thêm thắt điều gì cả, mà chẳng qua là ngay trong cái giây phút hiện tại này, mình có thể thưởng ngoạn, mình có thể hoan ca đối với tất cả những cái điều mà đang có ở bên trong mình. Quá trời lý thuyết luôn đúng không? Thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về chiêm nghiệm thông qua cái góc độ thực hành thực tế trong cuộc sống nhé. Thì đầu tiên á, về mặt ngay trong cái đời sống hàng ngày của mình, thì chiêm nghiệm nó nên là một cái thói quen mà mình thực hành thường xuyên ở một cái tần suất nào đó mà mình cảm thấy là thoải mái, miễn sao là mình nhất quán đối với cái tần suất đó. Phương lấy ví dụ như nếu như là nó là một cái thực hành, giả sử như đi bộ đi chẳng hạn. Như Phương rất là hay thực hành đi bộ hướng tâm đến thiên nhiên, thì mình có thể đặt ra một cái tần suất là 3 lần một tuần, tức là cách ngày thì mình sẽ đi bộ, và còn lại thì mình thực hành ở những cái góc độ khác. Thì bạn hoàn toàn có thể chọn ra một cái tần suất mà bạn cảm thấy thoải mái, tùy theo cái hoạt động mà bạn chọn. Cái tiếp theo là chiêm nghiệm, nó nên được chọn theo một cái thiên hướng và cái sở thích tự nhiên của chính bạn. Nếu bạn thích nhẹ nhàng, chọn hoạt động nhẹ nhàng. Nếu bạn thích kết nối, chọn hoạt động có tính cách kết nối. Miễn sao là nó có thể được điều chỉnh linh hoạt với cái sự thay đổi về mặt không gian mình sống này, hoàn cảnh, điều kiện của mình và thời gian mà mình có. Phương lấy ví dụ như là nếu mà trong cái lúc mà thời gian mình thảnh thơi thì mình có thể bày màu ra ngồi vẽ cả ngày, làm thơ cả buổi. Nhưng mà không thì chỉ cần 5 đến 10 phút mình ghi chép lại những cái suy nghĩ bên trong. Mình journaling, mình viết sổ thôi. Thì đấy cũng là chiêm nghiệm mà. Và mình hoàn toàn có thể điều chỉnh. Cho nên là mình sẽ không phải lo về cái việc là mình không có thời gian. Vậy thì những cái hoạt động chiêm nghiệm mà Phương làm hàng ngày là gì? Thì một số cái thường xuyên nhất như sau. Tức là vào mỗi buổi sáng thì mình sẽ bắt đầu với cái nhánh của sự tĩnh lặng. Đó là mình thực hành thiền. Mình thường thiền ngồi 30 phút, hay là mình sẽ thực hành chỉ cần 1 đến 3 phút cho thực hành lòng biết ơn, nằm ngay ở trên giường, chả cần làm gì cả mà chỉ cần nhẩm lại những cái điều mà mình đang cảm thấy hàm ơn và tri ân đối với cái cuộc sống này. Sau đấy mình sẽ đi từ tĩnh đến động, tức là mình sẽ bắt đầu là vận động với yoga hay là thiền hành với những cái động tác khí công chẳng hạn. Xong rồi tự động lại có thể quay trở về với tĩnh lặng nhiều hơn, với cái nhóm cũng là tĩnh lặng nhưng mà nó mang tính chất tạo tác. Đó là ví dụ như là trước khi mà mình làm việc thì mình sẽ đọc hay là nghe một cái nội dung nào đó mang tính nuôi dưỡng, và chiêm nghiệm về nó. Đôi khi còn viết một chút cái cảm nhận của mình sau khi đọc và nghe. Đôi khi mình sẽ nghe giảng pháp, đôi khi mình sẽ học một cái khóa học nào đó, hay đơn giản là mình có thể là đọc một chút một số cái quyển sách mà mình đang có. Thì nó tùy theo cái nhu cầu của bản thân trong cái thời điểm đó. Và thường là mình cũng chỉ cần dành khoảng tầm từ 10 đến 30 phút cho cái hoạt động này. Và nếu như mà nó yêu cầu mình, cái từ tạo tác ở đây có nghĩa là mình thực sự là tạo ra một cái điều gì đấy, chứ không phải là mình chỉ có đọc và nghe. Thì thông thường là ví dụ đọc xong
nghe xong mà ví dụ cái vị thầy đó yêu cầu hay là gợi ý khuyến khích mình có những cái hành động thực hành nhất định thì mình sẽ đặt nó vào lịch luôn. Ví dụ như là cái người đó đang truyền cảm hứng cho mình để mà thực hành thiền trà đi chẳng hạn. Vậy thì nếu mà muốn cái chuyện đó nó được diễn ra thì mình sẽ cần phải tìm một cái khoảng trống trong lịch cho nó. Thì giả sử như Phương ngẫm là chủ nhật tuần này mình sẽ rủ mẹ hay là rủ các bạn ở trong cộng đồng địa phương có một buổi thiền trà, thì mình sẽ đặt nó vào buổi sáng chủ nhật. Và trước buổi sáng chủ nhật đó mình còn đặt lịch là mình sẽ chuẩn bị cho nó như thế nào, thông báo về nó ra sao chẳng hạn. Thì vậy thì khi mà đi qua một ngày, nó có rất là nhiều cái cách để mà cài cắm chiêm nghiệm vào trong cái hoạt động của mình. Đôi khi nó chỉ cần là 3 phút, 5 phút sau khi ăn cơm, đang no bụng, đang thư giãn, chưa cần phải đi làm việc ngay, thì mình có thể ngồi và ngẫm nghĩ một chút. Đôi khi là mình sẽ thực hiện chiêm nghiệm bằng cách là vào cuối ngày mình sẽ gói lại một ngày của mình bằng cách thiết lập một cái không gian riêng tư để an trú vào trong phòng riêng. Và trong cái căn phòng của mình á, thì mình tạo ra một cái cảm giác thiêng liêng hơn, kết nối hơn bằng cách là ví dụ như mình đốt một cái cây nến sáp ong, hay là sử dụng tinh dầu thơm, sử dụng trầm. Thì đây là một cái hoạt động chiêm nghiệm mang tính nghi thức, thói quen. Và cái nghi thức này nó giúp cho mình có một cái không gian có cái mức rung động cao, sâu lắng, để mà khi mà mình thực hành những cái hoạt động khác thì nó cũng mang tính chiêm nghiệm được sâu sắc hơn. Ví dụ trong cái không gian đó, mình bỏ đi tất cả những cái mà nó dễ trở nên sao nhãng, nó gây sao nhãng cho mình. Ví dụ mình không để điện thoại ở đó, không để điện thoại ngay trước mặt, mình không mình dọn bớt đi cái bàn làm việc của mình. Thì khi đó nếu như giả sử như mình chọn chia sẻ và lắng nghe sâu đối với một người bạn nào đó, cho dù là chỉ là qua Zoom thôi, chứ không nhất thiết là phải ngồi bên nhau, thì lúc đấy nó có cái độ lắng sâu hơn. Hay là mình có thể đọc, viết, chiêm nghiệm ở trong nhánh tạo tác. Hay là thậm chí là nếu như là mình đang cảm thấy là cơ thể mình hôm nay vận động chưa đủ, thì thay vì là ngồi một mình trong phòng thì mình hoàn toàn có thể chọn cách thiền hành ở ngoài trời, thì nó sẽ thuộc cái nhánh vận động. Thì đấy là những cái hoạt động chiêm nghiệm hàng ngày mà mình thường làm nhất. Nhưng mà ngoài ra sẽ có rất là nhiều thứ mà mình thực hiện ở trong tần suất như là hàng tuần hoặc là hàng tháng. Ví dụ như là ở hầu như mỗi tuần thì mình đều có cái nhánh liên kết, tức là tổ chức các vòng tròn hạnh phúc, vòng tròn chia sẻ cho các bạn học viên này. Thì các học viên của mình thì trong tất cả các lớp học đều được tham dự cái buổi có mặt cho nhau. Cứ 2 tuần một lần thì mọi người sẽ cùng lên và cùng thiền với nhau và cùng chia sẻ vào trong một cái chủ đề nhất định nào đó. Hay là hàng tháng thì mình sẽ có vòng tròn hạnh phúc tổ chức ngay tại nhà mình hoặc là tại một cái địa điểm tĩnh lặng nào đó. Và ở trong cái hoạt động này thì mọi người không chỉ thiền và chia sẻ cùng nhau giống như những cái vòng tròn trực tuyến, mà mọi người còn có thể mang những cái thức ăn đến để mà chia sẻ cho nhau, tạo ra một cái bữa tiệc trà nhẹ nhàng rất là vui. Một số cái hoạt động thì mình thấy mình rất là thích, nhưng mà đang cố gắng tăng cái tần suất của nó thôi, chứ mình cũng chưa có thể thực hiện được thường xuyên hơn. Nhưng mà mình rất là enjoy nó mang tính ngẫu hứng. Đó là những cái nhánh liên quan đến sáng tạo, ví dụ cùng nhau làm thơ, cùng nhau may vá, làm thủ công, sáng tạo nên bất cứ một cái sản phẩm nào đó. Nhưng nó sẽ khác đối với một cái hoạt động sáng tạo thông thường, là nó sẽ mang tính nội quán nhiều hơn. Phương lấy ví dụ như là nếu như mình vẽ tranh, không phải vẽ là để khoe người khác, hay là không phải vẽ theo một cái khuôn khổ, một cái mẫu hình nào cả, mà chúng ta hoàn toàn có thể vẽ những cái cảm xúc bên trong lòng mình. Thì Phương nhớ là Phương cũng đã từng chơi cái trò này cùng với chị Linh Trịnh, chị Cúc My và một người bạn khác. Thì trong đó thì ví dụ như chị Linh sẽ hướng dẫn cho mình là mình cứ sử dụng màu ở trước mặt mình và mình vẽ xuống cái cảm xúc ở bên trong lòng mình, và mình đừng có sử dụng cái não logic, mình cứ vẽ theo bất cứ cách nào mà mình cảm nhận. Ví dụ nếu như mình thấy là bên trong mình đang có cái cơn giận hờn nào đó, thì mình hoàn toàn mình có thể nghĩ rằng là giận hờn thì không biết là thể hiện như thế nào nhỉ, nhưng mà không nhất thiết mình phải vẽ một cái con người đang giận dữ, mà mình có thể sử dụng màu đỏ chẳng hạn.
Mình thấy cơn giận nó là màu đỏ thì mình quẹt xuống, và mình đang cảm thấy giận phát điên lên thì mình có thể quẹt màu rất là nhạt. Đấy là một cái ví dụ thôi, còn dĩ nhiên là nếu như trong lòng mình có nhiều cái yên ả thì mình có thể sử dụng màu xanh da trời, nhiều cái tươi mát sử dụng màu xanh lá cây, và mình có thể vẽ ra tất cả những cái cuộn xoáy cảm xúc của mình trên bất cứ một cái hình thù, một cái biểu tượng nào. Thì đấy là một cái hoạt động mang tính chiêm nghiệm rất là cao. Không biết là các bạn nghe đến đây thì có cảm thấy là có hứng thú, có tò mò và muốn thử nghiệm một cái điều gì ở trong những cái hoạt động mà đã được nói đến hay không. Thì Phương thấy rằng nếu như cái đứa trẻ bên trong mình mà mình bắt gặp nó rất là thích thú điều gì thì hãy cho nó được làm cái điều đó. Nếu thời gian không có nhiều thì làm ngắn thôi, và từ từ tăng lên ở một cái mức độ mà chúng mình cảm thấy phù hợp và sẵn sàng. Nếu như mà các bạn thấy rằng là mình sống tai lên, sáng mắt lên, bụng hơi nhộn nhạo rồi, có vẻ kích thích đối với một cái cụm từ nào đấy và muốn suy ngẫm thêm về nó, thì đó cũng là một cái hoạt động chiêm nghiệm. Thì cho dù như thế nào đi chăng nữa, nếu các bạn có cái sự tò mò và thích thú thì đó chính là câu trả lời của bạn cho cái câu hỏi là tôi nên chiêm nghiệm theo cái cách nào. Bạn hoàn toàn có thể thử, và bạn có thể thử nghiệm rồi là một thời gian sau nếu như mình thích thì mình có thể đổi. Nhưng Phương khuyến khích rằng mình nên làm một cách nhất quán trong một cái khoảng thời gian nhất định, bởi vì cái mới ở đây không nhất thiết phải là về mặt hình thức, mà là cái mới là mới ở trong những cái khám phá nội tâm của chính mình. Vì vậy hãy kiên nhẫn, đừng mong cầu quá nhiều về mặt kết quả nhé, thậm chí buông hoàn toàn kết quả. Bởi vì chỉ khi mà mình mở lòng ra, mình cởi mở đón nhận, mình không có mong đợi gì hết, thì nó mở rộng ra tất cả những cái khả năng có thể cho mình, mở rộng ra trên tất cả các cái cấp độ của cơ thể, trái tim và tâm trí của mình. Kết lại thì Phương muốn nhắc một cái hình ảnh nữa cho tất cả chúng ta, đó là đủ nắng thì hoa sẽ nở. Nắng ở đây chính là những cái nỗ lực liên tục của mình, những cái nỗ lực nhẹ nhàng, nỗ lực mà không nỗ lực, như nước, hóa lỏng, tạo rắn, bay hơi, làm giọt sương. Bất cứ một cái hình ảnh, một cái cảm giác nào mà bạn đang có thì hãy ghi nhận nó ngay lúc này và thử nghiệm với nó nhé. Bây giờ thì podcast đã là dài rồi. Nếu mà các bạn cảm thấy hữu ích, Phương mong các bạn dành một chút thời gian để chia sẻ podcast cho những ai đang cần, hay tặng lại podcast một chiếc review. Như vậy sẽ giúp cho Phương cũng có một cái hoạt động chiêm nghiệm khi mà Phương đọc review của các bạn. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có ngày thật vui và đêm thật yên.